trong chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay. Những lưu ý khi sử dụng các loại nước, hoa quả, rau củ để thanh lọc cơ thể. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian qua, trào lưu detox hay còn gọi là thanh lọc cơ thể được nhiều người áp dụng, đặc biệt là phái nữ. Những người thừa cân béo phì thì lại càng hào hứng hơn với mong muốn là vừa thanh lọc thải độc trong cơ thể, lại vừa có tác dụng giảm cân. Sử dụng các loại hoa quả, rau củ ép cũng là một trong những phương pháp được nhiều người áp dụng, bởi đây đều là những nguyên liệu tự nhiên có sẵn và được chứng minh là tốt cho sức khỏe. Chiều nào cũng vậy, sau khi đón hai cô cháu gái đi học về là bà Bùi Thị Bích Hường ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại đưa các cháu ra cửa hàng nước ép trái cây quen thuộc để tự chọn loại nước ép ưa thích. Đây đã là thói quen của bà trong cả năm nay, từ sau khi được biết tác dụng của việc sử dụng các loại nước ép hoa quả và rau củ đối với sức khỏe. Rau củ quả thì nó phù hợp với cả các lứa tuổi từ già cho đến trẻ con, thì tôi cũng muốn là bổ sung thêm vì là các cháu nhỏ thì nó không ăn trực tiếp được, thì là cứ xay ra thì các cháu nó dễ, thì nó hoàn toàn là rất là bồi bổ cho sức khỏe kể cả trẻ con và người lớn. Một ngày thì bác chỉ uống 2 chai thôi, cứ các cháu nhỏ thế, mỗi đứa 1 chai. Cháu nhỏ thì là quả táo, lê các thứ, dưa hấu các thứ vào. Mở cửa hàng nước ép từ rau củ quả đã được gần 2 năm nay. Theo chị Bích Ngân, chủ cửa hàng, đối tượng khách hàng sử dụng các loại nước ép này phần lớn là những người ở độ tuổi trung niên, những người hướng đến mục đích bổ sung vitamin, tăng cường khoáng chất cho cơ thể. Trong đó, đa phần là phái nữ sử dụng các loại nước ép từ rau củ quả để detox, thải độc, thanh lọc cơ thể và giảm cân. Hầu hết người dùng không chỉ đơn thuần chọn nước ép từ một loại rau củ quả đơn lẻ, mà thường có xu hướng kết hợp hoa quả với rau củ để tạo nên hương vị khác lạ và hơn hết là để detox. Tuy nhiên, từ chính kinh nghiệm của mình, chị Ngân cho rằng việc sử dụng các loại nước ép rau củ quả dù tốt nhưng cũng nên ở mức vừa phải. Đầu tiên là để đảm bảo cho nó có cái dinh dưỡng, một chai trong đấy có khoảng 350ml nước thì phải bao gồm đầy đủ dinh dưỡng, có rau, có hoa củ quả tự nhiên, nguyên chất, không có đường, không có chất bảo quản, không có nước. Sản phẩm của bên mình ý, thì chỉ là một phần bổ sung cho những người, ví dụ người ta không ăn nhiều rau thì người ta có thể chọn những cái sản phẩm thiên về rau, có thể bổ sung thêm rau trong bữa ăn hàng ngày. Chứ còn nếu mà để detox, tức là thay hoàn toàn bằng bữa ăn thì là đấy là một điều không nên. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày cơ thể con người không tránh khỏi nguy cơ nhiễm các chất độc hại, thậm chí là ngay cả trong thức ăn, trong không khí hàng ngày. Và detox là phương pháp có thể thanh lọc, làm sạch các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại nước rau củ, hoa quả để detox cơ thể như thế nào cho đúng cũng có những lưu ý nhất định. Việc dùng các cái loại hoa quả, nước hoa quả này thì rất là tốt, bởi vì là không những cung cấp nước cho cơ thể của chúng ta mà còn lại cung cấp các cái loại vitamin và khoáng chất. Khi vào trong cơ thể thì nó lại tạo thành những cái chất coi như là có thể chống lại được cái gốc tự do, những cái chất độc hại được sinh ra trong quá trình chuyển hóa, hay là khi chúng ta ăn uống vào rất là nhiều cái chất độc hại vào thì nó có tác dụng đào thải tất cả những chất độc hại ra trong cơ thể. Việc kết hợp giữa các loại nước rau củ với hoa quả với nhau được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Tuy nhiên, nếu sử dụng thay thế cho các bữa ăn với mục đích giảm cân thì lại được các chuyên gia cảnh báo là sẽ gây ra những hệ lụy không tốt cho sức khỏe. Theo tôi thì chúng ta dùng với một cái lượng vừa phải. Đấy, dùng nước uống cũng là cái loại nước uống như thế, một ngày khoảng 2 lít như thế, các bạn chúng ta thay cái nước lọc bằng cái nước thêm với nước hoa quả thì rất là tốt để cung cấp thêm nước cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể dùng cái nước này để thay thế cho một bữa ăn hay là dùng để và giảm cân, thì tôi nghĩ đấy là không có cơ sở khoa học. Các cái loại nước quả này thì thực ra có một số quả thì cũng có một chút đường, thế nhưng mà cái hàm lượng đường đó thì không đủ để cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Ngoài đường ra thì cơ thể của chúng ta còn cần chất đạm, còn cần chất béo, còn cần rất nhiều các cái chất khác nữa. Thế nếu như mà chỉ có dùng mỗi loại nước này không để chúng ta thay thế bữa ăn thì một thời gian dài thì cơ thể của chúng ta thiếu chất, thì chúng ta sẽ mệt mỏi và thậm chí có khi là nhiều người trường hợp là có khi lại còn bị bệnh hơn. Để thanh lọc cơ thể, ngoài việc dùng các loại nước rau củ quả, chúng ta nên kết hợp với nước lọc và cần phải có chế độ ăn hợp lý. Chúng ta ăn những thức ăn lành mạnh có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ rau hoa quả, trái cây, ngũ cốc, những cái cũng còn nguyên hạt, nó còn đủ các vitamin và chất, chúng ta ăn một cái lượng vừa phải và sau đó chúng ta dùng các cái nước hoa quả này chúng ta uống hàng ngày, hạn chế thức ăn những cái thức ăn chiên xào rán. Thế rồi chúng ta kết hợp với cái chế độ nghỉ, luyện tập thể dục thể thao vừa phải, như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và đừng có nghĩ là chúng ta cứ ăn uống thoải mái xong đó bắt đầu chúng ta lại uống thật nhiều các loại nước này vào để chúng ta thải độc, thì cái đó chỉ có làm hại cho cơ thể thêm thôi.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị mỗi tháng có vài ngày hạn chế ăn các loại thịt, đặc biệt là thịt đỏ nhiều cholesterol. Tập trung ăn nhiều đạm từ rau quả, đậu nành, ăn gạo lứt, uống sữa đậu nành để cơ thể nhẹ nhàng, thanh lọc bớt chất béo. Chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe kỳ này xin được kết thúc tại đây. Nếu quý vị có thêm những thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.